Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký cuối năm 2012, đăng ký biển Hà Nội và một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn km rồi quý bạn ạ. Ở cái phiên bản 2.5 máy dầu này rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Có thể nói ở đây là một trong những cái xe ở cái phân khúc 7 chỗ ngồi gầm cao hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, kinh tế nhất ở chiếc xe này đây. Vì nó là máy dầu cho nên rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. 2.5 máy dầu, số tự động quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Ford Everest 2.5 máy dầu Limited 2012 biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited máy dầu 2012 này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé, cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký cuối năm 2012, đăng ký biển Hà Nội, và đến nay tính ra thì đã sử dụng được 10 năm rồi quý bạn nhé. Nhưng chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 11 vạn thôi quý bạn ạ. Rất là đẹp. Và ở cái phiên bản Limited này thì xe cũng đã được trang bị rất là đầy đủ option từ la răng đúc rồi quý bạn nhé. Đèn gương chiếu hậu là xi nhan trên gương. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe 2012 7 chỗ ngồi, số tự động. Đấy, rất là đẹp này. Cái dàn lốp này thì quý bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng mới thay cho nên là còn rất là dày các bạn nhé. Chiếc xe này là chủ xe thay cái dàn lốp này từ năm 2021 này. 21 đến bây giờ là sử dụng được 2 năm rồi mà còn mới nguyên như này đây các bạn này. Đấy, chiếc xe này chạy cũng rất là ít này. La răng đúc 6 cánh kép rất là đẹp, rất là khỏe các bạn nhé. Bậc cửa này, gương chiếu hậu có xi nhan trên gương này, ốp gương là chrome, rất đẹp luôn. Giá nóc cũng bằng kim loại các bạn nhé, rất là đẹp. Và nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn rất mới luôn. Đấy, cụm đèn pha này, mặt ca lăng này. Đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 2012, xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đây quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ, một chiếc xe SUV gầm cao, rất là cứng cáp, rất là chắc chắn quý bạn nhé. Với lốp treo lưng. Đấy, lốp sơ cua là treo lưng. Rất là kiểu dáng địa hình đấy ạ, off-road quý bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì các bạn thấy đây ạ, phiên bản này là phiên bản Ford Everest Limited các bạn nhé. Đấy, Limited này, lốp treo lưng này. Và cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới luôn các bạn này. Đấy, cụm đèn hậu này rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này, đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Nước sơn bên ngoài thì đã sơn lại rồi các bạn ạ, cũng đã sơn lại rồi, nhưng mà chỉ vì xước sát sơn thôi chứ không bị đâm va gì đâu. Đây là những cái nền nó rất là đẹp này. Đấy, cái nền nó còn rất là căng. Đấy, quý bạn xem đây ạ, cái nền này rất căng, nước sơn thì rất bóng, rất là đẹp đấy ạ. La răng rất là chắc chắn, rất là khỏe này. Lốp thay từ 2021, 2 năm sử dụng rồi mà còn mới còn dày như này đấy ạ. Đấy, Everest phiên bản 2.5 Limited quý bạn nhé. Giá nóc cũng là giá nóc kim loại luôn đấy ạ. Bậc cửa cũng là bậc cửa kim loại này.
giá nóc cũng bằng kim loại. Nó khác với những cái dòng xe khác nhé. Những dòng xe khác là giá nóc hay là bằng bằng nhựa, như đây là giá nóc bằng kim loại đấy, rất chắc chắn. Đến cái bậc cửa này cũng là bằng kim loại luôn ạ, bằng nhôm, rất là chắc chắn. Và phần gầm chiếc xe này, chiếc xe này là gầm cao, cho nên là tôi sẽ chụp, tôi sẽ quay cả gầm cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, đây là cái phần gầm bạn nhé, đều rất mới này. Đấy, quý vị bạn xem những cái phần gầm này tôi quay chi tiết cho quý bạn xem nhé, đều rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Với những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì quý bạn yên tâm luôn về cái phần gầm. Chỉ có những chiếc xe chạy ở vùng biển hoặc là vùng đồi núi thì cái gầm nó mới xấu thôi. Chứ còn là những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì gầm đều đẹp này.